Xin chào quý khách, hôm nay Sơ Miến Thịnh Phát sẽ giới thiệu đến quý khách hai dòng sản phẩm tinh dầu tông đỏ đến từ tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Đó chính là viên tinh dầu tông đỏ Samsung Bay Mega Max hộp 120 viên và viên tinh dầu tông đỏ cao cấp Trân Sông Quang hộp 180 viên. Cả hai loại đều được chiết xuất từ 100% tinh dầu từ lá và vỏ cây thông đỏ, mùi thơm dịu nhẹ rất thích hợp dùng để chăm sóc và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh tật. Do tập đoàn Samsung Hàn Quốc chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối ra thị trường thế giới, các loại tinh dầu thông đỏ của hãng luôn đảm bảo uy tín, chất lượng và đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, cam kết mang đến những sản phẩm với tiêu chuẩn quốc tế, thành phần chiết xuất thiên nhiên, không chất bảo quản, không thử nghiệm trên động vật. Ngoài ra, một điểm cộng nữa của cả hai sản phẩm này chính là thiết kế hộp sang trọng lịch sự, thích hợp làm quà biếu tặng sức khỏe ý nghĩa thông tình đến ông bà, cha mẹ hoặc đối tác kinh doanh. Thịnh Phát xin cung cấp thêm thông tin liên quan đến dòng sản phẩm này. Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc quý hiếm vì chúng được chiết xuất từ 100% từ lá và vỏ cây của cây thông đỏ, hay còn gọi là cây kim thông, trồng ở độ cao từ 1.300m đến 1.700m. Những cây này phải đạt được độ tuổi từ 100 đến 200 năm thì mới cho ra tinh dầu thông đỏ có chất lượng tốt nhất. Người ta phải mất đến 2,7kg lá thông đỏ để sản xuất ra một viên tinh dầu thông đỏ đạt tiêu chuẩn về độ tinh khiết cũng như an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Mặt trước hộp gồm tên sản phẩm, logo nhà sản xuất cùng bảo hiểm chứng nhận của tập đoàn Samsung Hàn Quốc cam kết sản phẩm đạt chất lượng phân phối toàn thế giới. Mặt sau hộp là thông tin chi tiết về thành phần, hạn sử dụng 3 năm cùng nhãn phụ hướng dẫn bằng tiếng Việt. Bây giờ Thịnh Phát sẽ mở hộp để quý khách xem bên trong sản phẩm. Cả hai loại tinh dầu thông đỏ từ tập đoàn Samsung Hàn Quốc đều được khuyên dùng cho người trưởng thành đến người cao tuổi. Khi mở hộp ra, viên tinh dầu thông đỏ có màu vàng trong đặc trưng, mỗi viên khá nhỏ nhưng lại rất đậm đặc và được đóng thành từng vỉ hộp vệ sinh. Theo khuyến nghị từ nhà sản xuất, mỗi ngày bạn có thể uống từ 1 tới 2 viên tinh dầu thông đỏ. Trong một tuần đầu sử dụng, chỉ nên uống 1 viên trên 1 ngày để cơ thể thích ứng với viên tinh dầu thông. Tuần thứ 2 có thể dùng 2 viên mỗi ngày sau khi ăn 1 giờ. Nên dùng cách các loại tân dược từ 2 đến 3 giờ để đảm bảo sản phẩm phát huy tối đa tác dụng. Không dùng cho trẻ em dưới 14 tuổi và phụ nữ đang mang thai. Quý khách lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lộ hộp đỏ Bay Mega Max có 120 viên và hộp xanh Trân Sông Quang có 180 viên. Viên tinh dầu thông đỏ Trân Sông Quang sử dụng tinh dầu có độ tinh luyện cao hơn, chất lượng có phần vượt trội hơn viên tinh dầu thông đỏ Bay Mega Max. Tùy nhu cầu sử dụng mà quý khách có thể lựa chọn một trong hai. Samsung Bay Mega Max 120 viên trên một hộp, hộp màu đỏ sang trọng, 100% tinh dầu thông đỏ tinh khiết, 1.250.000 đồng. Trân Sông Quang 180 viên trên một hộp, hộp màu xanh mát mắt, 100% tinh dầu thông đỏ đậm đặc hơn Samsung Bay Mega Max, giá 2.400.000 đồng. Viên tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc chứa rất nhiều loại axit amin thiết yếu, vitamin cùng các hợp chất hữu cơ tự nhiên mang đến những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như hỗ trợ đào thải độc tố, đặc biệt thanh lọc máu, giúp làm giảm lượng mỡ thừa, che cholesterol xấu, giúp giảm men gan ở những người thường xuyên dùng thức ăn có dầu mỡ hay đồ uống có cồn, làm giảm nở mau mạch để đào thải các độc tố tích lũy lâu ngày trong cơ thể. Hỗ trợ tích cực trong quá trình điều trị và ngăn ngừa sự sinh trưởng của các tế bào khối u. Tinh dầu thông đỏ còn hỗ trợ làm thông cổ, thông xoang, giúp giảm đàm, giảm thiểu nhanh tỷ lệ mắc viêm xoang, vừa có công dụng phá vỡ các chất nhầy, loại bỏ chúng ra khỏi phổi, có thể dùng trong trường hợp bị cảm cúm, ho hen, ho có đàm. Hỗ trợ ổn định huyết áp, điều hòa nhịp tim, ổn định lượng đường trong máu. Hỗ trợ hạn chế sưng tấy, giảm đau, giảm sưng cho những người bị đau khớp nhờ đặc tính đẩy mạnh. Hỗ trợ chức năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, ngăn chặn sự tấn công của các loại ký sinh trùng, nấm men, vi khuẩn, virus, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng da. Ngoài ra, tinh dầu thông đỏ có thể dùng ngoài da để dưỡng ẩm, cải thiện mụn nhọt, thư giãn tinh thần hiệu quả. Tùy nhu cầu sử dụng hai biếu tặng mà bạn có thể chọn một trong hai tinh dầu thông đỏ Samsung Bay Mega Max và Trân Sông Quang. Đây là những sản phẩm cao cấp cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Thiết kế bao bì sang trọng sẽ là lựa chọn biếu tặng ý nghĩa đến những người thân yêu. Viên tinh dầu thông đỏ Samsung Bay Mega Max hộp 120 viên hiện đang có giá bán tại Thịnh Phát là 1.250.000 đồng. Và viên tinh dầu thông đỏ Trân Sông Quang hộp 180 viên có giá bán là 2.400.000 đồng. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như được hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe, quý khách có thể truy cập vào website nhansamthinhphat.com hoặc gọi trực tiếp tới hotline 0907799988 để được tư vấn.
Đừng quên đăng ký kênh Sâm Yến Tịnh Phát để cập nhật những thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại sớm nhất. Và bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Có 3 cách để quý khách có thể mua được sản phẩm tại Thịnh Phát. Cách thứ nhất, quý vị có thể đến trực tiếp showroom Sâm Yến Thịnh Phát, số 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về công dụng cũng như hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách tận tình. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi vào hotline 090-77-999-88 để được tư vấn trực tiếp và đặt mua sản phẩm. Cách thứ ba, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyenthinhphat.com để xem thông tin chi tiết của sản phẩm và đặt hàng. Quý vị yên tâm là chúng tôi có dịch vụ giao hàng nhanh thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng trong vòng 12 giờ, nội ô thành phố Hồ Chí Minh và từ 2 đến 4 ngày đối với các tỉnh thành khác.